Cõi mạng đang đồng loạt hướng về Phú Quốc trước sức nóng của đám cưới cặp đôi đồng giới Hà Trí Quang và Thanh Đoàn, tổ chức ở tận 3 nơi. Địa điểm đầu tiên này, cặp đôi mời chỉ giới hạn bạn bè thân thiết. Sáng ngày 5 tháng 11, khoảng 60 khách mời gồm bạn bè đồng nghiệp thân thiết của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn xuất phát lúc 10 giờ 30 phút từ thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh check-in được các nghệ sĩ cập nhật ở sân bay khiến netizen đứng ngồi không yên, phấn khích tột độ. Nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện như Tú Vi, vợ chồng Kylie Thanh Duy, Việt Hương, Quốc Trường. Vợ chồng Kylie Thanh Duy nhờ gia đình trông nom bé Lita 2 ngày để đi ăn cưới. Chúng tôi rất háo hức chứng kiến giây phút trọng đại của hai chú rể, anh nói. Và tháng trước, cặp nghệ sĩ dự lễ cầu hôn Thanh Đoàn chuẩn bị cho Hà Trí Quang tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Khánh Vân bận rộn chuẩn bị hôn lễ dự kiến diễn ra vào tháng 12, vẫn sắp xếp để có mặt trong đám cưới của hai người bạn. Dịp này cô đi cùng hôn phu, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long hơn cô 17 tuổi. Nghệ sĩ Quốc Thuận đưa bà xã Mai Liên đi cùng. Anh nói rất hạnh phúc khi được hiện diện trong ngày đặc biệt của Hà Trí Quang. Đám cưới của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn sẽ diễn ra vào chiều 6 tháng 11 tại một resort cao cấp ở Phú Quốc. Cặp đồng giới mời khoảng 60 khách, tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển và ăn ở trong 2 ngày. Sau đó, họ tổ chức tiệc báo hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 11 và lễ cưới truyền thống tại Đồng Tháp hôm 26 tháng 11. Trước đó, cặp đôi Hà Trí Quang và Thanh Đoàn bắt đầu gửi thiệp cưới đến người thân bạn bè từ hôm 27 tháng 10. Tấm thiệp đến tay Quốc Trường được anh đăng tải thiết kế trang trọng trong một hộp kính. Diễn viên cho biết rất thích thú khi là một trong những người đầu tiên đón tin vui từ Hà Trí Quang. Anh nói sẽ góp mặt trong cả hai sự kiện quan trọng của bạn là tiệc hỷ ở Phú Quốc hôm 6 tháng 10 và đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 11. MC Cát Tường đang tập kịch tại sân khấu thì thấy Hà Trí Quang đến tận nơi trao thiệp cưới. Thiệp quá đẹp và cầu kỳ, thể hiện sự trân trọng khách mời của chú rể Quang, chị nói. Cát Tường cho biết thêm sẽ sắp xếp công việc, chuẩn bị trang phục thật đẹp để tận hưởng bữa tiệc độc thân và đám cưới trên bãi biển tại Phú Quốc cùng đàn em. Theo Hà Trí Quang, đám cưới chính của anh mang phong cách truyền thống được tổ chức tại ngôi nhà rộng 3.000m² mà Thanh Đoàn xây tặng bố mẹ. Cho rằng sân vườn không đủ rộng để dựng rạp, Hà Trí Quang chặt hàng trăm gốc xoài, sàn đất tạo thêm mặt bằng để có chỗ đón tiếp khoảng 500 khách. Anh cũng chừa diện tích để xây một số phòng nghỉ nhỏ cho người thân bạn bè nán lại sau khi dự tiệc. Trước đó, cặp đồng giới chia sẻ, cả hai sẵn sàng chi tiền tỷ cho hôn lễ. Chúng tôi không tính toán tiền bạc, cả hai muốn đám cưới không chỉ là ngày vui của riêng mình mà sẽ trở thành kỷ niệm khó quên với tất cả mọi người, Hà Trí Quang nói. Cặp đồng giới cho biết vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương sẽ làm chủ hôn, MC Thanh Bạch dẫn dắt chương trình, họ hạn chế khách mời và bao toàn bộ chi phí cho khách tại sự kiện này. Hà Trí Quang sinh năm 1986 tại Vũng Tàu, được biết đến qua các phim Lâu Đài Tình Ái, Hoa Giả Quỷ, Những Mảnh Vỡ Phù Hoa. Thanh Đoàn sinh năm 1992, kinh doanh online các sản phẩm làm đẹp. Lúc công khai chuyện yêu đồng tính, Hà Trí Quang từng sợ bị mất công việc ảnh hưởng tên tuổi đã gây dựng được, nhưng anh chấp nhận đánh đổi tất cả để được sống thật, cho người yêu sự công nhận. Trong thời gian bên nhau, cả hai gây dựng được nhiều tài sản như biệt thự 3.000m² ở Đồng Tháp và căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh.